lọc PV, vâng, một chiếc lọc PV model là PV231EQ. Và cái chiếc này thì nó sẽ là 31 cần cho một kênh, được kênh 1 và kênh 2. Chúng ta can thiệp và sâu được vào các giải để chúng ta tinh chỉnh theo cái sở thích nghe chúng ta. Chúng ta muốn chống căng, chống khỏe, chúng ta đưa cái giải từ 125 về đến 20 này. Ta lên theo cái xung nhịp của biên độ của nhạc. Chúng ta muốn nghe nó ở cái giải hẹp nào thì chúng ta sẽ nâng lên giải đấy. Và bên giải trung giữa này, ở giữa nó sẽ là trung âm. Trung âm chúng ta muốn nghe sáng thì ở chỗ 500 và 630 ta nhích lên một chút. Đấy, nó sẽ giá sáng ở cái giải trung âm, giải lời. Còn muốn chép này, chép thì ta từ 2K trở đến 20K này. Từ 2K hẹp đến 20K hẹp thì chúng ta tinh chỉnh theo cái tiếng cái dàn của mình. Nó thiếu thì ta tăng nhiều, mà nó đủ ta tăng ít. Đấy là cái cách phổ thông nhất để chúng ta điều chỉnh các cần ở một chiếc lọc gì. Vâng, bất kể một thương hiệu là cũng vậy thôi, nó cũng có những cái quy ước chung của quốc tế rồi. Sang phần bên này thì cũng như con PV này, nó có chữ PV này, PV231EQ này, và nó có những cái low cut và hai đây, tăng chép, tăng trống, tăng chép này. Và ngưỡng vào này, đấy, ngưỡng vào em thường để hướng 12 giờ đấy thôi, để căng quá nó sẽ bị vỡ tiếng đấy. Khi chúng ta ấn cái chỗ bên dưới chữ cộng trừ 6 này sáng thì nó sẽ giảm đi một nửa cái ngưỡng vào và biên độ âm nhạc, thì nó sẽ nén lại bớt. Còn nhả ra thì nó sẽ là ở dạng cộng 12, nó sẽ khỏe gấp đôi lên. Bên này là EQ bypass này, đấy các bác ấy cảm nhận rõ ràng luôn khi mà chiếc lọc này nó không xử lý âm thanh. Nó rất là hữu ích tuyệt vời, nó giúp cho chúng ta nghe được đầy đủ âm sắc, các giai điệu nhạc nó hay hơn. Em sẽ quay đằng sau một chút. Đằng sau thì con này nó sẽ cho chúng ta duy nhất một đường xuất và nhập tín hiệu vào, đó là bằng jack cam đông. Cho nên tất cả các bác mua hàng bên chúng em sẽ tặng đủ hai đực và hai cái và một sợi dây 0.8m như thế này, để các bác với các bác em nối với âm ly hoặc em nối với vang nhà mình. Đây thôi, màu sáng bạc rất là đẹp mắt, đặc trưng vào dòng PV rồi. Các giải tần số nó sẽ từ 20 cho đến tận 20K thôi. Tha hồ cho chúng ta can thiệp. Vâng, can thiệp được rất là sâu vào những cái ngưỡng của nó. Và đây cũng là một đơn hàng của anh Hoàng Văn Huấn, anh ở Sóc Sơn, Hà Nội. Vâng, em test hàng xong em sẽ cho đơn vị giao hàng giao ship luôn xuống cho anh. Giờ em sẽ dừng video nhé anh Huấn nhá, anh Huấn anh ở Sóc Sơn, Hà Nội, em đã dừng video. Hôm trước anh có lấy bên chúng em một chiếc vang KM5FX rồi, hôm nay anh lấy tiếp một chiếc PV, chiếc lọc nữa. Vâng, rất là vui khi mà chúng em đã tạo được cái niềm tin cũng như là cái chất lượng sản phẩm của chúng em đạt yêu cầu của các quý khách hàng, nên các khách hàng quay lại với chúng em rất là nhiều. Vâng, gần như là chúng em bán cái lượng khách hàng cũ quay lại với chúng em rất là nhiều, cũng là mở rộng thêm những thị trường khách hàng mới. Nói chung chúng em đem được lại niềm tin, hàng chúng em chất đạt yêu cầu chuẩn và cái hậu mãi tốt, nên đã đem lại được những cái lòng tin yêu của khách hàng. Vâng, em cũng rất là trân quý tình cảm của các bác khách hàng. Cũng một lần nữa xin thay mặt toàn thể anh em trong công ty thì chân thành cảm ơn, thứ nhất là cảm ơn anh Huấn, thứ hai là cảm ơn tất cả các bác khách hàng đã quan tâm ủng hộ chúng em suốt thời gian vừa qua. Có các bác thì mới có chúng em, và chúng em rất là vui khi được phục vụ các bác, và cũng rất là vinh dự khi mang được lại những cái sản phẩm tốt, chất lượng đến cho các bác sử dụng ạ. Em xin phép được dừng video nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại toàn thể các bác ạ.